có những cô giáo dạy thì như kiểu buồn ngủ vãi chưởng luôn, nhiều lúc mình cũng thấy nó cứ kiểu na ná Việt Nam ấy. Tại lớp thì cũng rất là nhiều Việt Nam và các bạn Trung Quốc, à mà học không được ấy người ta sẽ cho các bạn lại đúp thêm lớp nữa. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Nhật ký du học Nhật Bản. Mình là Đức Mai và trong ngày hôm nay mình sẽ nói chuyện cho các bạn về chủ đề trường Nhật ngữ tại Nhật Bản sẽ như thế nào. Khi các bạn đã sang bên du học tại Nhật Bản này thì thường là đầu tiên các bạn sẽ phải học một cái trường gọi là cái trường tiếng Nhật, trường Nhật ngữ. Đại loại các bạn đa phần là sẽ phải học trong cái trường này tầm 2 năm. Có bạn thì nhanh hơn học 1 năm, có bạn nhanh vừa vừa thôi học 5 rưỡi. Như mình thì học 5 rưỡi. Đấy thì trong cái khoảng thời gian này 2 năm nó sẽ rất là dài. Thì mình sẽ chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn bắt đầu làm quen, còn giai đoạn thứ hai ấy là giai đoạn chuyển tiếp để các bạn bước sang một trang mới của các bạn. Cho nên là cái tập này thì mình sẽ tập trung nói đến cái việc làm quen ban đầu của các bạn, những năm đầu tiên của các bạn tại ở Nhật Bản nó sẽ như thế nào. Như là đại loại trong cái năm thứ nhất, năm để làm quen cho các bạn ấy thì có rất là nhiều chuyện xảy đến cho các bạn, nhưng mà thường thì nó cũng không có vui vẻ gì là cho lắm đâu. Đặc biệt là mấy người mà đã học ở Việt Nam mình rất là nhiều rồi sang bên Nhật này lại phải học thêm một lần nữa thế này nó cũng rất là mệt đấy. Nhưng mà đại loại ban đầu nó sẽ như này này, đầu tiên các bạn sẽ nhập học. Thì cái buổi nhập học này nó cũng chung là cũng được, cũng không có gì vui vẻ lắm. Có trường thì nó nhập học thì xịn sò, nhưng mà cái trường mình nhập học thì nó cũng ok, cũng tầm tầm. Nói chung là đây là một cái buổi nhập học khá là thông dụng phổ biến ở Nhật. Vào đến thì người ta sẽ giới thiệu giáo viên, rồi hệ thống của trường làm việc như nào, xong rồi cách sinh hoạt, cách sinh sống của nhà trường như nào. Rồi là đại loại trong cái năm đấy mọi người sẽ phải làm những cái gì. Nói chung là giới thiệu rất là nhiều. Đấy, sau đó là cái tiết mục này quan trọng hơn, cái tiết mục mà chính là tiết mục mà kiểm tra. Nhớ như kiểu là đầu năm đầu kỳ nó sẽ kiểu một buổi kiểm tra chất lượng ấy. Đấy thì lần này cũng một cái buổi kiểm tra chất lượng như thế cho các bạn. Thì nó sẽ là như kiểu để về sau để phân lớp ra xem bạn học lớp giỏi, lớp kém, lớp vừa hay là lớp ban đầu. Thì nếu mà các bạn nào mà học ở Việt Nam mà giỏi sẵn rồi thì sang này thì nói chung là cứ bị trừ đi một nấc. Ví dụ học N2 thì sẽ học lớp N3, học lớp N3 thì sẽ học lớp 4, rồi học lớp N4 thì lớp N5. Nhưng mà thường sang này rất là nhiều bạn rồi ban đầu là học luôn lớp N5. Đấy, như mình ấy, học lớp N3 rồi đấy, nhảy xuống vào vẫn bị sang lớp N4 luôn. Đấy, khổ thế không biết nữa. Cho nên là các bạn nhá, cố gắng nhá, cái buổi kiểm tra trình độ ấy thì cố gắng là thể hiện hết sức mạnh bản thân của mình sang như thế nào ấy để mình vào được cái lớp mà cho nó đỡ phải học lại. Không bị học lại là cũng mệt mỏi lắm ấy. Ok, rồi bây giờ xong cái buổi kiểm tra chọn lớp mới rồi thì bây giờ nó sẽ sang một cái buổi thứ hai. Thứ hai này là buổi các bạn đến đi học thực sự rồi đấy. Đấy, buổi thì cái buổi này đến là đầu tiên là sẽ nhận lớp. Nhận lớp thì đây là kiểu lại giống như kiểu ngày xưa mình mới vào trường học ấy, các thứ như thế nào ấy. Đến lại bắt đầu một loạt các bạn bè mới, không ai quen ai cả. Đấy, đến bắt đầu lại phải làm lại từ đầu, lại phải kết bạn A, bạn B, bạn C, bạn D, bạn Z, có rất là nhiều bạn luôn. Thì trong cái lớp học đấy, tùy trường bạn chọn nhá, cái trường bạn chọn mà nó nhiều người Việt Nam thì gặp nhiều khả năng là cái lớp của bạn sẽ nhiều người Việt Nam. Nhưng mà cái trường của mình chọn nó lại rất là nhiều người Trung Quốc. Đấy, nói chung là Trung Quốc và Việt Nam là nhiều nhất. Một nửa gần như là cố gắng một nửa lớp đấy là người Việt Nam, một nửa lớp là người Trung Quốc. Nhưng thật ra nó còn chi chít thêm mấy cái ông nhỏ nhỏ, ông người Tây nước ngoài nữa, được khoảng 3-4 ông Tây gì nữa. Nhưng mà đại loại lớp thì cũng rất là nhiều Việt Nam và các bạn Trung Quốc. Đấy, thì các bạn đừng có tưởng là sang bên Nhật này ngay từ ban đầu không, hay là nhìn trên TV là học toàn cùng Tây ấy. Nhưng mà đấy là trên phim thôi, đừng có mà kiểu bất ngờ khi mà sang bên du học với cái trường lớp của các bạn toàn người Việt Nam nhé. Đấy chính là cái lý do mà các bạn chọn trường ban đầu nó quan trọng như thế nào ấy. Đấy, thì nói chung là trong cái thời gian đầu này mình cũng phải rất là cởi mở, kiểu là friendly và tỏ phải ra như kiểu là kết bạn rất là nhiều ấy. Để mình kiểu mình mới mà sang Nhật là mình cũng không có nhiều thông tin cho lắm, nên là cần có các cái senpai tiền bối chỉ và chỉ giáo cho xem mà như thế nào ấy. Thì nhiều cái đứa mà nó học ngay trong cái lớp mình ấy nó cũng là ở Nhật được khoảng hơn 3 tháng rồi. Đấy,
thì nó sẽ biết là tìm việc như nào, rồi là chỗ nào đấy, cái gì hay ho hay ho ở Nhật Bản đấy, thì mình phải kết bạn với cái hội đấy để mình lấy thông tin đấy. Ngoài ra thì mình nếu mà kết bạn người Việt Nam không ấy thì mình sẽ không trao đổi được nhiều cái tiếng ấy, thì kiểu suốt ngày nói tiếng Việt ấy nó sẽ không tốt, cho nên là mọi người phải cố gắng kiếm thêm được cả mấy ông bạn người nước ngoài nữa đấy, ví dụ Trung Quốc cũng được. Trung Quốc có kanji nó ác liệt lắm, mọi người cạnh thằng nào Trung Quốc chép bài không bao giờ điểm mà bị điểm thấp luôn. Tiếp theo nhá là như kiểu là có mấy ông Tây nữa đấy, mấy ông Tây chịu khó, mấy thằng Tây công nhận mình trong lớp mình để ý mấy thằng Tây này nó nói tiếng Nhật hay hơn người Việt Nam mình. Mà người Trung Quốc ấy thì kanji nó tốt nhá, nhưng mà nó nói giọng tiếng Nhật nó cứ bị kiểu lơ lớ tiếng Trung là nó nghe khó chịu lắm. Bọn nó chỉ giỏi cái chữ thôi, còn nói bọn bình thường thôi đấy, nhưng mấy thằng Tây ấy rất là giỏi. Loại trên lớp thì thầy cô giáo dạy nó sẽ như nào, thầy cô giáo trên lớp dạy thì cũng tại vì thầy cô là người Nhật mà, cho nên là người ta chỉ giỏi dạy cho mình cái phần là giao tiếp và cái phần phát âm thôi. Suốt ngày người ta chỉ có bắt lỗi mình giao tiếp và phát âm và kanji như thế nào thôi, chứ còn nếu mà so sánh giữa học ngữ pháp ấy thì các bạn tốt nhất là nên học ngữ pháp và từ vựng ở Việt Nam nhiều vào, hoặc là cái mấy cái đấy mình tự học. Chứ trên lớp người ta dạy cho mình mà để gọi là dạy thực sự là tốt về phần ngữ pháp và từ vựng ấy thì mình nghĩ trên lớp mà cũng vừa vừa thôi. Gần đấy đại loại người ta cứ thúc thúc đẩy mình tự học ấy, đấy, hoặc là người ta có thể dạy thêm mình kanji và ý nghĩa của cái chữ kanji ấy nữa. Chứ còn thực sự ấy, mọi người cứ nghĩ là như kiểu sang bên Nhật thì học tiếng Nhật nó sẽ tốt hơn, nhưng mà đấy cũng chỉ là một phần thôi. Còn quan trọng là người Nhật này nó cũng có cái kiểu dạy của người ta ấy, nên là nó cũng không thực sự là như kiểu mình nghĩ là như bên Tây đâu. Đấy, đừng có xem TV ấy, biết thì nhiều mà sang bên Nhật này học như kiểu bên Tây, là không phải bên Nhật này học mà nhiều lúc mình cũng thấy cứ kiểu na ná Việt Nam ấy. Thì các giáo viên thì ở trường người ta sẽ sắp xếp cho các bạn rất là nhiều giáo viên luôn, khoảng tầm một lớp nó sẽ có 3 hoặc là 4 cô gì dạy đấy, một cô giáo chủ nhiệm chính đấy. Cô giáo này thì tập trung vào dạy cho các bạn ngữ pháp này, từ vựng đấy và bài học trên lớp. Còn người kia thì sẽ dạy cho các bạn kiểu giao tiếp này, rồi viết bài, cách viết sakubin sẽ như nào đấy. Nói chung là sẽ có nhiều người dạy các bạn, mà có cô giáo thì dạy rất là tốt đấy, mình rất thích. Nhưng mà có những cô giáo dạy thì như kiểu buồn ngủ vãi trưởng luôn. Thế luôn trong lớp học nhá, cái chuyện như kiểu học sinh ở trong lớp buồn ngủ đến mức không thể nào chịu được, nên là rất là có chính xác luôn đấy. Khi mà các bạn nào học sẽ trình độ nhá, lớp trường mình nhá thì trình độ cao học sáng và trình độ thấp ấy, thì học buổi chiều. Mà thế luôn học buổi chiều thì nó buồn ngủ kinh khủng khiếp luôn, không thể nào mà chịu được. Nói chung mà học đi học là phải cố gắng, chứ không phải là sang bên này học mấy thứ là sướng không nhá. Học nó cũng nhiều lúc là cũng gian nan phết đấy. Và bây giờ nhá, đi học thì chắc chắn là nó sẽ phải có kiểm tra. Và kiểm tra ở Nhật Bản này thì tương đối là khá là nhiều vậy. Nói chung là học thì không được bao nhiêu, nhưng mà kiểm tra rất là nhiều. Kiểm tra liên tục luôn. Kiểm tra ngữ pháp này, xong rồi kiểm tra viết bài này, kiểm tra kanji này, lúc mà kiểm tra liên tục đấy, nhiều lúc còn kiểm tra cả giao tiếp lên nói chuyện nữa, xong rồi kiểm tra cả phát âm nữa, kiểu phát âm nó phải đúng cái kiểu như thế mà intonational hay gì đấy. Nói chung là phải rất là mệt đấy, kiểm tra này là phải học. Thì còn nếu mà các bạn mà học không được ấy, người ta sẽ cho các bạn lại đúp thêm lớp nữa, là lúc ấy lại cũng lại là mệt, cho nên là thường thì mình cũng sẽ phải cố gắng làm bài tập về nhà, rồi là ôn bài, rồi là để chuẩn bị cho kiểm tra nữa. Chứ nói chung là cuộc sống nó cứ lặp đi lặp lại cái kiểm tra như thế. Và sau rồi dần dần thì ngày tháng nó cứ trôi qua đi, rồi cái năm đầu tiên của mọi người trôi qua cũng khá là nhanh đấy. Kiểu sáng đi làm, chiều đi học này, tối về bạn nào thích lại đi làm tiếp này, không thì ngồi nhà lại học bài này, xem phim, thế rồi là hết. Nói chung ngày cứ lặp đi lặp lại như thế. Cuối tuần thỉnh thoảng đi chơi nữa. Năm của các bạn năm đầu cũng là mệt thì cũng là mệt, nên thời gian trôi cũng nhanh, cũng hơi vất vả tí, nhưng mà nói chung lại nó còn thư giãn thoải mái ở trong cái đầu óc của mình. Thế còn thực sự là đến năm thứ hai thì các bạn mới biết được là mùi vị nó sẽ như nào. Lúc đấy nha, cuống cuồng chạy đi chuẩn bị đi thi chọn trường này, rồi bạn nào phải tìm xin việc các thứ. Năm thứ hai thời gian trôi, năm thứ nhất đã nhanh, thứ hai còn nhanh hơn nữa, vèo một phát hết luôn 2 năm. Ok,
đến đây thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình ngày hôm nay. Để nếu mà các bạn nào mà thích cái clip này ấy, thì đừng quên để lại cho mình một nút like. Kế bên cạnh nút like có nút subscribe ấy, các bạn nhớ bấm luôn vào nút subscribe đấy. Kế bên cạnh nút subscribe có cái chuông nhỏ nhỏ, các bạn đừng quên bấm luôn vào cái chuông nhỏ nhỏ ấy để nhận được toàn bộ notification từ YouTube mỗi khi mình ra clip mới. Và một lần nữa, mình là Đức Mai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.